Chào mừng toàn thể quý khách hàng đã đến với siêu thị ô tô Hải Dương. Và video ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị anh chị và các bạn một cái mẫu xe số động sedan 2 đầu đến từ thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá. Nhật Bản, một mẫu xe rất là lành bền và tiết kiệm nhiên liệu. Đây bây giờ thì em đang mở cánh ra cho bác ngắm về nội thất bên trong đây ạ. Với phần tắp lô được thiết kế ra nhìn rất đẹp mắt đúng không ạ? Rất đẹp mắt luôn. Và đây là vô lăng của chiếc xe mà em sẽ di chuyển quay cho tất cả các bác xem luôn nhá. Vô lăng đẹp các bác này, vô lăng đẹp không bị mòn. Đấy các bác nhìn xem không bị mòn. Đấy, không bị mòn thì đây là một chiếc xe chạy ít đúng không ạ? Một chiếc xe chạy ít thì mới được như thế này. Đấy, cần số đây các bác nhá. Đấy, phần tắp lô đây. Đấy, điều hòa các thứ của xe còn khá là ok. Đấy. Hệ thống điều hòa là hệ thống điều hòa auto các bác nhá. Cực kỳ là lạnh luôn. Nội thất của xe sạch sẽ gọn gàng, bộ ghế da của xe còn rất là mới luôn các bác nhá. Bộ ghế da của xe còn rất là mới luôn. Đây các bác xem. Em đang quay cho các bác ngắm sơ qua về con xe được mang tên là Honda Civic này. Đấy, một chiếc xe mà đến được thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá, với động cơ là máy 1.8 số tự động. Đấy, form dáng của xe thiết kế rất là đẹp mắt. Các bác nhìn xem, đây là phần form dáng bên ngoài của chiếc xe nhá. Và chiếc xe này thì bên em đang bán có giá là trên 200 triệu. Dòng này thì thường thường bên em vẫn bán tầm khoảng 260-270 triệu các bác nhá. Civic thì em còn con này thôi. Và nếu mà các bác quan tâm đến những dòng xe khác nữa thì bên em còn rất là nhiều. Đây các bác xem nhá. Đấy, trên 100 đầu xe các loại để các bác tham khảo mình lựa chọn. Các bác đăng ký kênh đi để mình nhận thêm video mới, để nhận thêm những chiếc xe mới nhất mà bên em đưa lên trên kênh YouTube cũng như là kênh YouTube và kênh Facebook, kênh Fanpage các bác nhá. Dạ vâng, bây giờ thì em sẽ review quay kỹ cho các bác mình xem một chút về con xe được mang tên là Honda Civic này. Các bác nhìn nhá. Với lớp sơn của xe thì các bác nhìn này, rất là sáng bóng đẹp đẽ này. Đấy, rất là sáng bóng đẹp luôn đúng không ạ? Và cặp đèn pha của xe thì còn rất là trong đúng không ạ? Đây, nước sơn các bác nhìn này, soi được gương luôn đúng không ạ? Đăng kiểm của xe tháng 5 năm 22 các bác nhá. Naraduk nguyên bản theo xe, có phanh đĩa và có phanh ABS. Sơn xi bóng đẹp cả con luôn. Các bác nhìn xem là có thể soi được gương. Các bác nhìn này. Đấy. Nước sơn quá đẹp luôn đúng không ạ? Một dòng xe rất là bền các bác nhá, rất là bền máy luôn. Máy số của xe thì rất là chất rồi. Đấy. Thân vỏ đẹp. Cam kết tới toàn thể các bác là không có những lỗi tai nạn đâm đụng ngập nước các bác nhá. Phần nội thất của xe đấy ạ. Cái phần tắp ni tắp nô. Toàn bộ cái phần tắp ni tắp nô của xe được thiết kế bằng chất liệu da các bác nhá. Đấy, ghế bằng chất liệu da. Và phần trần của xe đấy ạ, nó là trần nỉ nguyên bản theo xe và còn rất là căng đẹp các bác nhìn xem, còn rất là căng đẹp luôn. Đấy ạ. Đấy. Chiếc xe được thiết kế là có hai túi khiên toàn, một túi nằm bên đây và một túi nằm ở giữa vô lăng các bác nhá. Đấy, khóa khiển nguyên bản theo xe, đầu đài giải trí cũng là nguyên bản theo xe. Sang cô xe thì đều bọc da rồi. Chiếc xe mà các bác mua về mình không phải sửa, không phải mất tiền đầu tư vào đâu cả các bác nhá. Chỉ việc đi thôi, chỉ việc đổ xăng là chạy thôi, không phải làm gì. Đồ đạc phụ tùng dòng này thì nó rất là nhiều, sẵn rẻ nữa các bác nhá. Đấy, mình bảo dưỡng thay thế đồ nó cũng rất là sẵn có. Bây giờ thì em quay các bác xem nội thất bên trong làm sao thật là chi tiết để các bác cảm nhận về chiếc xe các bác nhá. Các bác đúng chân gọi điện cho bên em theo mấy số điện thoại là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 các bác nhá. Ba số điện thoại hotline, ba số bên em đang dùng Zalo. Bác nào quan tâm hãy nhấc máy trực tiếp gọi điện cho bên em để chốt giá tốt nhất cho con xe Honda Civic này. Đây đang có hai khách ở Tam Đảo Vĩnh Phúc đến lấy Captiva đây. Vâng. Lấy Captiva bên em vừa chốt xong rồi. Bác nào chốt xe có thể mình đến trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương để lấy xe các bác nhá, hoặc là bác nào mà không đi được thì bên em sẽ ship xe đến tận nhà các bác luôn. Đây các bác nhìn cho em. Đối với phần tắp ni tắp nô cánh cửa của xe các bác nhìn này, rất là mỡ màng và nhìn rất đẹp mắt đúng không ạ? Nhìn rất đẹp mắt luôn. Các bác nhìn xem. Phần này bằng chất liệu da này, đây chất liệu da nữa này các bác nhìn này. Chỗ này được thiết kế dạng kiểu kim loại đúng không ạ? Tay lắm bám tay cầm của xe đẹp. Để các bác nhìn xe này, còn khá đẹp này. Các bác nhìn xe này, ok chưa ạ? Đấy. Thân gầm khung vách cửa các thứ là không bị mục mọt các bác nhá. Những cái vị trí phần bậc bệ bước chân lên bước chân xuống này các bác nhìn này, còn hoàn toàn khá đẹp mắt. Và đây các bác nhìn xe, móc khóa của xe còn sáng này. Đấy,
đó, khá là sáng nhá. Và gioăng cửa của xe thì đẹp, toàn bộ cả bốn cái đấy. Và cái phần nhựa ở khung cột kính của xe khá là ok đấy, chỗ này là gioăng nhá, đấy chỗ này gioăng đây các bác nhá. Đính tán cột kèo của xe là zin nguyên, không mất một đinh nào luôn, không mất một đinh nào các bác nhá. Đấy, bên em bán thì sẽ cam kết cho các bác những cái vấn đề là tai nạn đâm đụng ngập nước sẽ không có ở trên những chiếc xe mà bên em bán, quệt quạc bên ngoài thôi thì ok, không thể tránh được đúng không ạ. Bây giờ nhá, em quay các bác xem ghế này. Ghế của xe là ghế múi, nhìn khá là khỏe xe đúng không ạ. Đấy, rất là khỏe xe luôn. Và cái cửa gió này nó bị tuột nhá, em sẽ xếp lại luôn nhá, nó bị tuột cái ra những lỗ mà em xếp xếp luôn, rất là đơn giản thôi. Nói chung đồ nhựa bên trong của xe là còn ok đấy. Nhưng cái thanh này là nó đang giữ ở trong cái đúng cái vị trí của nó kia là nó tuột ra các bác nhá. Và vị trí này nhá, bằng chất liệu da đây các bác này. Vị trí này bằng chất liệu da, chỗ này nó có tu khí an toàn đấy, các bác nhìn thấy. Hệ thống điều đầu đài của xe đang hoạt động bình thường đấy, điều hòa của xe cũng đang hoạt động bình thường các bác nhá. Đây, chìa khóa khiển xịn nguyên theo xe đây. Em bật chìa khóa lên cho các bác xem. Đấy, đây các bác nhá. Xe được thiết kế là có hai cái mặt đồng hồ. Mặt này là báo nhiệt độ này và báo km này và báo xăng này. Còn mặt này là báo vòng tua ở một số những cái vị trí khác. Đây, các bác xem. Vô lăng của xe lái rất là nhẹ và số của xe nhảy cũng khá là ngọt ngào các bác nhá. Vị trí này là một cái vị trí cốp đựng đồ. Đây, cốp đựng đồ đây các bác này. Đây đựng đồ nữa nhá. Xe đẹp mà các bác sử dụng yên tâm. Xe không có lỗi các bác nhá. Hình thức đẹp, chất lượng tốt. Các bác có thể là cho thợ đến kiểm tra, đến test thoải mái đối với mẫu xe này của bên em nhá. Tất cả những mẫu xe khác cũng vậy. Các bác xem đây, em quay rất là kỹ càng cho các bác ngắm vì đây em quay rất là kỹ này. Những cái vị trí phần da cánh cửa này các bác nhìn xem là nó không có hiện tượng bị xù xì hay là bị rách một tí nào cả đúng không ạ? Bốn cánh đều đẹp như nhau hết các bác nhá. Đấy, vách cửa đây các bác nhìn xem, lòng trong sáng sạch. Đấy, ghế đây các bác nhá, ở chỗ này có cái tì tay. Phía sau trang bị là có một đôi loa âm thanh nghe rất là hay. Và ghế của Honda Civic thì phần gối đầu của xe được thiết kế có một cái lỗ để cho thoáng đúng không ạ. Đây, khi mình gối nó sẽ thoáng hơn. Đấy, trần của xe thì căng đẹp rồi, sàn bọc da có cái lót ở trên nữa rồi các bác nhá. Cửa đóng chắc lịch, rất êm ái. Đấy, các bác nghe sơn của xe thì bóng đẹp cả con luôn, các bác nhìn xem này, tất cả mọi phần đều có thể soi được gương. Đấy, đều có thể soi được gương đây các bác nhìn thấy này. Đấy đúng không ạ. Em đóng cửa lại nhá. Kính của xe vẫn là kính zin. Con này kính vẫn kính zin. Đây, kính có số 7 là 2007 đây. Con này của em nó là một chủ từ đầu các bác nhá. Đây, gương của em cọ vào nó bị vạch cái một tí. Con xe này của em nó là một chủ từ đầu luôn, vẫn biển 4 số. Chưa sang chủ khác lần nào. Đấy, một chiếc xe mà chưa qua người khác các bác nhá. Đấy, bác nào mình mua tiếp thì mới là chủ thứ hai. Và đây các bác nhìn xem, thân vỏ của xe bóng cườm luôn. Thân vỏ của xe các bác nhìn thấy là không có hiện tượng lồi lõm gì. Rất là khít đều đúng không ạ? Tôn vỏ của xe là không bị bả nữa các bác nhá. Phần cánh cửa các bác nhìn xem còn thẳng tắp đúng không ạ? Đèn trước đèn sau sáng đẹp. Và cái biển của xe thì em cũng đã được gắn lên đây anh bác. Bên em có mua này, có bán này, có trao đổi các xe nha các bác. Và số điện thoại thì đây, địa chỉ đây, em cũng sẽ quay cho bác mình thấy luôn. Đấy, địa chỉ và số điện thoại đây nhá. Dòng xe sedan 2 đầu, số tự động. Cốp đằng sau của xe thì rất là rộng to để đồ thoải mái các bác nhá. Đó, các bác nhìn cho em những cái vị trí tiếp theo. Đấy, nước sơn đẹp chưa? Đúng không ạ? Lốp của xe vẫn còn tương đối rơi. Kính của xe là đã được bọc dán rồi, có vẻ mưa các thứ đồng hoàng rồi. Và đây là lốp này. Đấy, đây là cái phần vị trí mép bách cách cửa tiếp theo. Gioăng cửa nó thấy là còn đẹp đúng không ạ? Không bị rách, không bị sứt gì. Những cái phần cánh cửa của xe còn đẹp đều hết này, các bác nhìn này, còn đẹp đều hết này. Đấy, cái phần tắp đi cánh cửa các bạn nhìn xem nó rất là mỡ màng đúng không ạ, rất là mỡ màng luôn này. Trước này có chế độ cục vương tự động nhá. Đấy, đây mình nhấn đây, còn đây là chỉnh mặt này,
chốt cửa này, còn đây là kính lên xuống. Đây em để cái chai đây nhá. Đây các bác xem cho em cái phần vách tiếp theo. Đây nhá, cái vị trí đồ nhựa này các bác nhìn này còn ok chưa này? Đồ nhựa còn xe còn rất là ok này. Đấy, tem này vẫn còn này. Móc quá sáng ok này. Đấy, khung cột kèo đây, các bác nhìn nhá. Nói chung là xe cũ, xe ít tiền cho nên là em phải quay kỹ để cho các bác mình xem, các bác ngắm. Đấy, bộ ghế của xe thì đẹp đều tất cả luôn, cả bộ luôn các bác nhé. Đấy, chỗ này là cái phần tắp nô này. Rồi đấy là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe mang tên là Honda Civic này. Các bác xem nốt nhá, xem nốt cho em cái phần sơn vỏ bên ngoài của chiếc xe này. Các bác xem kỹ vào và xem hết video nhá. Xong là nếu mà thấy chiếc xe mà ưng mắt, ưng bụng thì mời các bác nhấc máy gọi điện sớm cho bên em để chốt giá tốt nhất cho con xe này. Sẽ có một cái mức giá êm nhất các bác nhá cho con xe được mặt tên là Honda Civic này các bác nhá. Bác nào mà thiện chí thì cứ nhấc máy vào việc thôi. Rồi bây giờ thì em quay gầm nhé, quay gầm, quay máy cho các bác mình xem đây. Các bác xem cho em phần khung gầm này. Đấy, gầm của xe còn hoàn toàn rất là đẹp. Động cơ máy 1.8 thì cái chiếc xe này được nhà máy công bố là tầm khoảng là trên dưới 7 lít trên 100 km các bác nhé. Bắt đầu thì em đang chuẩn bị mở cabo. Em đang giật, em mở cabo hở ra kia rồi. Để tí em sẽ lưng lên thôi, đúng không ạ? Các bác nhìn xem là cái cặp đèn pha của xe còn khá là trong và sáng, đúng không ạ? Còn logo của xe còn đẹp. Đấy, logo đẹp đây, các bác nhìn xem. Rồi bây giờ thì em sẽ lưng cái cabo lên để quay cho bác xem cái động cơ. Máy tổng này thì bền rồi và lành rồi. Các bác mình không chê được về máy của dòng xe Honda Civic này nhá. Và máy của chiếc xe này đấy ạ, máy của riêng chiếc xe này thì bên em cũng đã kiểm tra, cũng đã test rồi. Các bác yên tâm nhá, máy nổ êm, máy không có lỗi. Đấy, và cái củ máy dưới của xe nó vẫn còn zin các bác nhá. Quá tuyệt vời cho một con xe ít tiền, đúng không ạ? Bên em có đổi các xe, bác nào có xe gì mà muốn đổi cho bên em đều đổi nhá. Và bác nào mà không có nhu cầu dụng những chiếc xe của bác đang dùng nữa thì bên em sẽ mua lại với giá hợp lý nhất cho toàn thể các bác. Các bác có xe gì bán cứ báo bên em các bác nhá. Dạ vâng, video về chiếc xe này thì em đã quay như vậy là cũng là tương đối rồi. Các bác quan tâm mình gọi điện sớm để chốt ra đẹp nhất. Mọi thắc mắc, mọi thông tin hãy alo. Về vấn đề sang tên, đổi biển, đổi chủ, rút hồ sơ, công chứng ủy quyền nữa bên em sẽ hỗ trợ. Và ship xe, chuyển xe là bên em sẽ hỗ trợ cho toàn thể các bác ở trên mọi miền Tổ quốc luôn các bác nhá, mọi miền luôn. Em quay lốt phần gầm bên đây. Đây các bác xem nhá. Đấy, gầm sàn đẹp rồi. Ok, vậy là chiếc xe này em đã quay xong. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và ủng hộ video, ủng hộ siêu thị ô tô Hải Dương trong những thời gian vừa qua. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều các bác nhé.